Không có mặc style nào à? Vâng, em mặc đi chơi thôi, chữ ghi em mặc đi chơi. Nhưng mà style của em ấy không có tên đâu ạ. Không có tên à? Vâng. Thế em cho chị ba cái từ mà gì? Xác cái style của em, em thích mặc đồ thoải mái hoặc là đồ kè rùa. Vâng. Hả? Kè rùa đúng không? Vâng, thế rồi. Chị ba từ thôi, thế này thôi đúng không? Vâng. Rồi, cảm ơn nhé. No problem. Cái gì đó?